Hi everyone, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phát âm các từ vựng trong bài Speed 3, The Greatest Feeling in the World of Taylor Swift, bài của Taylor nhé. Câu đầu tiên, I wanna say to all. I wanna say to all, nhớ tròn âm ei nhé, say to all the young women now, nói lại, women now there. I wanna say to all the young women now there. I wanna say to all the young women now there. Sang câu số 2. There going to be people. Be people. Làm bờ, còn people làm bờ. There và are nối lại với nhau. There going to be people. Along the way. There are going to be people along the way. Who will try to undercut your success. Who will try to undercut your success? Or take credit for your accomplishments. 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 Or your fame. Who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame? Sang câu tiếp theo. But if you just focus on, mọi người nối âm hai từ này lại với nhau, focus on the work, and you don't let those people sidetrack you. But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you are going, but if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you are going, cúp tiếp theo, you'll look around, nói âm lại và a u rõ ra nha mọi người, look around, you'll look around and you will know that it was, mọi người nối âm lại với nhau, chữ that nối với chữ it và chữ that ở đây giãn lược thành là chữ that it was you. You'll look around and you will know that it was you. And the people who love you, who put you there,
put và you, mọi người nối âm lại với nhau là put you, who put you there, and the people who love you, who put you there. Love, nhớ có âm v ở cuối âm v. Who love you, who put you there. And that, mọi người có thể nối âm lại với nhau, giãn lược chữ âm d của chữ and và th của chữ that, nối lại là and that will be the greatest, greatest. Âm t sẽ đọc thành âm d, greatest, greatest. Feeling, yeah, feel, y ngắn phía sau lại. Feeling, the greatest feeling in the world, in the world. And that will be the greatest feeling in the world. And that will be the greatest feeling in the world. Tập cho tới khi nào mà âm tròn và đọc được cả câu rất là rành mạch thì mới dừng lại nhé. And that will be the greatest feeling in the world. Câu cuối cùng. Thank you. Đây ha. Thank you for this moment. Moment. Thank you for this moment. Thank you for this moment. Vậy là chúng ta đã luyện tập xong bài đọc vừa rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong các bài hướng dẫn tiếp theo.